quý vị ủng hộ cho dân chủ Trần Văn Tài đi chứ quý vị. Để bắt nhịp cầu giao cảm đầu tiên và được đồng đạo nêu lên trong giáo lý của Đức Thầy bốn câu. Và trong bốn câu đó là sao đến diệt sơn băng kiệt thủy, khùng thảm thương bá tánh quá chừng, nhìn xem trần nước mắt trưng trưng, cảnh áo não kể sao cho xiết. Qua bốn câu giảng mà được đồng đạo nêu lên, chúng tôi được biết là được trích xuất từ trong cái quyển kể dân của người khùng. Mà quyển kể dân của người khùng này là Đức Thầy viết á, là vào ngày 12 tháng 9 năm 1939 Đức Thầy viết ở tại Tổ Đình. Và có tất cả là 476 câu mà đồng đạo chỉ trích ra trong đây bốn câu cho chúng tôi bàn. Thưa chị quý vị, vậy thì bốn câu này được đồng đạo nêu lên đó là sao đến diệt sơn băng kiệt thị, khùng thảm thương bá tánh quá chừng, khùng thảm thương bá tánh quá chừng, nhìn xem trần nước mắt rưng rưng, cảnh áo não kể sao cho xiết. Thưa chư quý vị, thì Đức Thầy vốn dĩ ra đời dạy dỗ cho tất cả các chúng sanh và muốn cho chúng sanh để mà giác ngộ để tu thôi, không? Nên Đức Thầy phương tiện để mà nói lên coi như là tất cả những cái gì mà trong khi Đức Thầy muốn cho chúng sanh để giác ngộ tu. Nên Đức Thầy khi lâm phàm vào ngày 18 tháng 5 năm Kỷ Mão năm 1939 là chính thức Đức Thầy ra đời dùng phương tiện độ cho tất cả các chúng sanh. Với phương tiện đó gọi là tam độ nhất như. Mà tam độ nhất như tất nhiên là ba phương tiện để Đức Thầy độ cho chúng sanh. Cái thứ nhất là hốt thuốc để trị bệnh độ đời, không? Rồi cái thứ hai là viết giảng độ đời. Cái thứ ba là Đức Thầy thuyết pháp độ đời. Nhưng mà Đức Thầy dùng phương tiện tiên gia độ bệnh cho ít kẻ căn lành, ít căn lành, nhờ đức mạnh mà cảm lòng từ bi với chư vị trong quan thảm thiết, hốt thuốc độ đời. Nhưng mà hốt thuốc độ đời cho chúng sanh, nhưng mà chúng sanh tới lui bù thuốc bộn bề chân dời khỏi cửa ra về phủi ơn, không chịu tu, không? Hoặc giả là nghinh ngang làm thiếu lấy thừa, mẹ cha chẳng kể dối lừa ngổ ngang, ngày nay mới đến Phật đàn niệm một tiếng Phật có đội an bệnh liền. Mà chậm lành chê Phật ngạo tiên, rồi đây tội nghiệp liên miên tới mình. Cho nên giờ hút thuốc độ đời chúng sanh không chịu tu. Không chịu tu là bây giờ Đức Thầy gọi là phương tiện coi như là phải thuyết pháp độ đời cho chúng sanh nghe. Nhưng mà thuyết pháp rồi cô bác anh em chân đạo nghe rồi thì cũng hủi rồi, nào ai có biết đây là người chi. Nghe rồi tất nhiên là phủ đạo. Rồi bây giờ chỗ khác Đức Thầy nói là kệ khuyên trần như nước đổ lá môn. Nước đổ lá môn, đổ nhiều giọt, nhiều đổ nhiều giọt, mất hết nhiều, không chịu nghe. Không chịu nghe còn sao giờ? Đức Thầy mới nói nếu như bây giờ thuyết pháp không nghe, rồi bây giờ hút thuốc trị bệnh đổ đời mà không chịu tu nữa, bây giờ phải nói thiên cơ. Vậy chứ sao giờ? Phải nói thiên cơ là đến trung tuần tháng 8 ta cùng Đức Thầy mới tá hiệu khùng điên mượn bút mực tiết lộ lấy thiên cơ, truyền cho kẻ xa gần hầu gõ biết ăn năn cải quá làm lành, không? Còn kẻ chẳng tĩnh tâm sao đền tội, cũng chẳng chết Phật tiên sao không chị bảo. Thôi chứ quý vị, vậy thì bây giờ Đức Thầy mới nói thiên cơ là Đức Thầy cho chúng ta biết thấy thiên cơ khó nổi yên ngồi, thương lê thứ tới hồi khổ não, không? Thưa chư quý vị, cho nên Đức Thầy mới bảo cho chúng ta biết chừng nào bổn đạo hiểu thông thiên cơ đạo lý để lòng mới thôi. Xuống trần ta dạy cố lì, cốt cho trần thấy nghe thì mới thôi. Nhưng mà bây giờ chừng nào mà chúng sanh mà biết được đạo lý, biết được thiên cơ hết hen là bây giờ Đức Thầy mới thôi. Cô bác anh em dừng đạo. Vậy thì qua câu này được đồng đạo nêu lên đó là sao đến diệt sơn băng kiệt thủy, khùng thảm thương bá tánh quá chừng, nhìn xem trần nước mắt rưng rưng, cảnh áo não kể sao cho xiết. Thưa cô bác anh em chứ đồng đạo, vậy thì bây giờ Đức Thầy mới nói qua cái vấn đề tiên tri, tất nhiên là sau này. Sau này, mà sau này là sao đến diệt, là sơn băng, là kiệt thị. Thôi nói mau đi cô bác anh em chứ đồng đạo. Sơn là núi, mà băng là lở. Như vậy là cái núi tại sao mà lở? Quý vị mình, cái núi không có ngẫu nhiên mà lở đâu mà nói cho mau đi. Thì bây giờ là một tiếng sấm nổ, tất nhiên là núi chài núi lở chứ không có gì trơn trời, đúng không? Thì bây giờ câu này Đức Thầy nói nếu để chờ sấm nổ giang thinh
eo bất tánh, ăn năn đạo mộn à. Bây giờ không chịu tu thì sau này đến việc đó là chúng ta tu sao kịp. Cô bác anh em chừng đạo phải không? Vì vậy cho nên Đức Thầy mới nói cho chúng ta biết đến chừng đó là sao. Sấm vang thì lộ bản vàng, chư nhu thế giới khắp chàng, tới thi chữ thi gần chữ sầu bi, bị ham của báo ly kỳ. Chừng đó mới trời ơi đất hỡi, mang khổ hình gì bởi chẳng tu, ham vui quyền quý dại ngu, chữ sang danh vọng như mù đi đêm. Thấy không? Thì tất nhiên đó là sơn băng. Vậy thì bây giờ đừng ngờ tưởng việc còn lâu, trước sau một khắc thôi. Không, địa cầu rung rinh, rồi ầm ầm súng sấm nổ vang thinh, rồi đá bay cát chạy đó hen, là thình lình không hay. Đây tất nhiên là sơn băng ạ. Tất nhiên đá bay cát chạy thình lình không có hay, tất nhiên là chúng ta không biết giờ nào. Thấy trứng gà lành vỏ bên ngoài, chớ tưởng nó còn vài ngày tháng, trong trứng có con gà ở sẵn, chỉ phút giây phá trứng chung ra. Mấy thiên cơ cũng thấy đâu xa, vỏ quả đất vỏ gà gấp dọc, hãy xét kỹ đồ tu ma chống đến việc rồi, hết dụng năm môn. Phải không? Vậy thì rõ ràng trong khi đó bây giờ là sao, đến việc sơn băng ở. Tất nhiên là đến cái việc đó là chúng ta có tu cũng không bao giờ kịp được. Cô bác anh em trường đạo hơi chưa quý vị? Vậy thì bây giờ đồng đạo mới nêu lên trong câu này là Đức Thầy hối thúc, hối thúc cho chúng ta coi như là chúng ta phải ráng tu ngay trong lúc này. Mà nếu như chúng ta còn chờ đợi thì sau này đến cái giai đoạn đó chúng ta tu không có kịp. Lo lo liệu liệu chịu tiếng trần, có một hậu này lập lấy thân, nếu để trễ chày e chẳng kịp khuyên ai, khuyên sớm gắn chuyên cần. Thấy không? Hoặc giả là mau mau kiếp kiếp chuyên cần, chúng sanh còn có lập thân cái hội này. Tất nhiên ở đây là muốn nói qua sơn băng, tất nhiên là núi chài núi lở đó cô bác anh em trường đạo phải không? Thôi chưa quý vị, thôi giờ nó gọn gọn vậy đi nghe. Bây giờ quý vị mình cứ việc chờ đi ha, tu đi rồi chờ đi. Bây giờ chốn sơn lãnh bây giờ mù mịt, cho nên dân dạy chẳng nghe lời, không chịu nghe. Nhưng mà sau đến đó rồi thì chúng ta mới thấy, mới tin được cô bác anh em trường đạo. Rồi bây giờ đến cái giai đoạn sau kiệt thủy đó là sao vậy hả? Thưa cô bác anh em chừng đạo, có nhiều đồng đạo bàn coi như là ở Gò Công kiệt thủy rồi ha, ở Cà Mau kiệt thủy rồi, tất nhiên là không có nước rồi ha. Thì cái trước mắt mình thấy là vậy. Nhưng mà kiệt thủy này là quý vị mình được biết, ví dụ như bây giờ Gò Công kiệt thủy, nhưng mà trong khi đó đồng đạo của chúng ta vẫn xe xe ha, vẫn có nước uống, chứ đâu phải là kiệt thủy đâu. Cà Mau cũng vậy cô bác anh em chứ đồng đạo. Thưa cho quý vị, vậy thì bây giờ ở Cà Mau, Gò Công gì quý vị mình thấy bây giờ nó vẫn có nước uống nha, chứ không phải là kiệt thủy đâu. Nhưng mà sau này Đức Thầy cho chúng ta biết kiệt thủy là nước không có mà uống luôn cô bác anh em trong đạo, cũng không có đâu mà tải lại hết. Tại vì bây giờ ví dụ như Gò Công bây giờ coi như là không có nước uống, Đồng Tháp đưa xuống không? Cà Mau không có nước uống thì Cần Thơ mình tải xuống uống, còn nước uống. Nhưng mà sau này thương ba năm không chợ nhóm chiều, nhà không kẻ ở niệm nhiều nam mô, thay không lấp mà để phơi khô, không nước mà uống nam mô cái đạo nào. Ở đây là không nước uống à. Mà lý do nào mà không nước uống, vẫn có nước mà uống không được, là lý do làm sao? Vậy thì bây giờ quý vị mình nghe lại những đoạn của Đức Thầy cho chúng ta biết nè. Hồn qua đô hội lưu giang quyết, đây là lời Đức Thầy nói à. Hồn qua đô hội lưu giang quyết, dư đảng dọc ngang cấp ba ha, là bất cứ là ở chỗ nào có con người đông nhiều chừng nào là sau này máu chảy thành sông. Khổ giới thảm ngày nay có mấy, sợ mai sau dòm thấy bay hồn. Trừ tà gian còn thiện chỉ tồn, cảnh sông máu núi sườn tha thiết. Rồi bây giờ chấm chỗ này đi. Bây giờ chúng tôi xin hỏi cùng với quý vị, bây giờ cái cảnh mà sông máu á, quý vị mình uống được không hả? Có uống được không? Có ai mà trong khi đó lấy nước mà trong đó là máu không mà uống được không? Đây là kiệt thủy.
vẫn có nước muốn không được, thấy không? Hạ quân mỗi việc mỗi mòn, mòn sông mòn biển lại còn mòn non, đổi chồng đổi vợ đổi con, hất sơn lại đổi qua liên, nhà bàn qua liền, năm nước chật đàn qua lộ văn giáo, máu tràn thành sông. Vậy thì bây giờ quý vị mình thấy máu tràn thành sông, bây giờ chỗ nào cũng máu hết, có uống được không cô bác anh em dân đạo? Là kiệt thị. Vậy thì bây giờ sao đến việc là đến việc đó đó, là sơn băng là núi nổ, kiệt thị là coi như là chiến tranh giặc giả, là máu chảy thành sông rồi không nước uống, chứ không có gì chân chọt, phải không? Hả? Máu chảy thành sông luôn. Rồi bây giờ Đức Thầy mới thấy thương. Hả? Cho nên nó là kiệt thị khùng thảm, thương bá tánh quá chừng, là thương cho chúng sanh không có tu. Mà nếu như chúng sanh không tu đến chừng đó thì sao? Kẻ gian ác đến sau tiêu diệt, không? Thưa cô bác anh em chị đồng đạo, vậy thì bây giờ khùng thảm thương quá tánh quá chừng, rồi nhìn xem trần nước mắt rưng rưng, cảnh áo não, kể sao cho xiết, tất nhiên là cái cảnh áo não mà chúng sanh chịu khổ. Nên bây giờ Đức Thầy có nói trước hết rồi, mà chúng ta không chịu tu phải chịu chứ sao giờ, phải không? Lời xưa di tích rõ việc này, ai muốn mắt phàm gặp gồng mây hải, ráng nghe lời ta mất trước, không dình đạo đức phải phơi thay, không? Ngày nay đạo đức chẳng màng, rồi sao dẫu có tiền ngàn khó mua, biển sông lặn lội hơn thôi, tự thân tạo lấy mà mua cái sầu. Bây giờ chúng ta không lo tu, rồi đến chừng đó chúng ta coi như là tu làm sao kịp, phải không? Vậy thì ráng lo tu trước khi nó cứu nước cúng, mà ráng làm lành lúc chẳng tai ương, đừng đợi khi gặp cảnh thê lương mới hối ngộ, là không quân nào kịp. Thưa cô bác anh em dân đạo, vậy thì bây giờ ở nơi đây tất cả đồng đạo chúng ta đã kinh lại theo lời Đức Thầy đã chỉ dạy. Đức Thầy đã nói hết rồi, không còn chỗ nào Đức Thầy không nói hết, phải không? Thưa chư quý vị, bài ra thiên lý đó, tất nhiên là thiên cơ đó, bài ra thiên lý héo giòn, giấu trong tiềm ốc lòng son không đành, tất nhiên là Đức Thầy không có giấu được, mà Đức Thầy có như là phải nói hết cho tất cả các chúng sanh nghe. Phân chỉ rành gần xa để dạ, chớ đảo điên là phải đọ phải xa, nghĩ suy cho thấu mới là một bầy hồng lạc nay đà thảnh thời. Vậy thì bây giờ Đức Thầy vốn dĩ nói thiên cơ cho tất cả các chúng sanh biết, là Đức Thầy chỉ hết rồi, không còn chỗ nào giấu, chỉ mái trời bày tỏ việc về sau à, không còn chỗ nào không chỉ. Rồi bây giờ nếu như chúng ta cứ dần dà cứ không chịu tu, chẳng chịu tu mãi còn lục thục, lo giàu nghèo lo cũng chẳng đành, tất nhiên bây giờ chúng ta phải gắng làm sao để nghe lời Đức Thầy chỉ dạy, để chúng ta coi như là sớm tu, để mà chúng ta mới thoát qua được cái cảnh khổ ấy. Cô bác anh em chị đồng đạo, thôi thì qua hai câu này, bốn câu này chúng tôi trình bày đến đây cũng xin tạm dừng, và xin trả lại cho vấn chủ và ý kiến quý vị. Nếu có điều chi bằng thêm thì bàn, không có xin phép cho thông qua. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Sao vấn chủ vừa lòng chưa vấn chủ? Nam mô A Di Đà Phật. Giờ đây tiếp theo chương trình này mời ông chủ gia đi, chủ gia đình đến đây để đặt câu hỏi tiếp theo. Vậy mời anh chính chủ gia đình đâu? Nam mô A Di Đà Phật, bằng áo lễ. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Em cháu Hưng Quang kính chào quý cô bác của anh chị em thân kính. Hôm nay ngày 18 là ngày chánh lỗ dỗ kỷ niệm của bà nội anh chị em chúng cháu trong thân tộc. Được sự góp mặt của quý vị làm cho buổi lễ dỗ hôm nay tăng thêm phần long trọng. Cho em cháu được phép hỏi câu giảng của Đức Thầy, mà Đức Thầy cho biết là chọn nơi nào đạo chánh phượng thờ thì mới được thân sao cao quý. Nhìn Phật giáo mà tìm cái lý, coi tại sao ta phải tu hành. Xin phép được lượt qua. Đức Thầy cho biết chỗ nơi nào đạo chánh phượng thờ, mà thờ như thế nào chánh, là thế nào không chánh. Và thân sao cao quý, thân này không quý sao mình tìm tới thân sao, mà thân sao quý như thế nào. Hỏi tại sao ta phải tu hành, nhà đệ tư phương cho biết. Thành thật cảm ơn. Nam mô A Di Đà Phật.
Chân thành cảm ơn chàng pháp tài giang dày với ủng hộ cho tinh thần Phật Pháp và tiếp theo cái tiêu đề mà được chủ gia là đồng đạo chính pháp. Mà nêu lên trong giáo lý Đức Thầy hai câu, mà trong hai câu đó là chọn nơi nào đạo chánh phượng thờ thì mới được thân sao cao quý. Rồi đồng đạo mới đặt lên đó là cái câu hỏi trong đây đó là chúng ta tu mà sao Đức Thầy bảo chúng ta mới chọn cái đạo chánh. Mà đạo chánh là thờ phải như thế nào thì mới được thân sao cao quý, là cái thân sao là cái thân như thế nào mà được cao quý. Đây tất nhiên là câu hỏi mà được đồng đạo nhấn mạnh những điểm yếu. Thưa chứ quý vị, hai câu giảng mà được đồng đạo nêu lên chúng tôi được biết là được trích xuất tự như là trong cái quyển tư, tất nhiên là cái quyển Giác Mê Tâm Kệ. Mà quyển Giác Mê Tâm Kệ này Đức Thầy viết là vào ngày 20 tháng 9 năm 1939, Đức Thầy viết ở tại Tổ Đình và có tất cả là 846 câu mà được đồng đạo nêu lên trong đây hai câu cho chúng tôi bàn. Thưa chứ quý vị, vậy thì bây giờ đồng đạo mới đặt lên câu hỏi là chọn nơi nào đạo chánh phượng thờ thì mới được thân sao cao quý. Vậy thì bây giờ chúng ta đang tu tập đây là chúng ta may duyên hạnh ngộ gặp được giáo lý Đức Thầy, nhưng mà câu giảng này Đức Thầy mới bảo cho tất cả các chúng sanh khi mà phát tâm giác ngộ tu là chúng ta phải chọn, cô bác anh em chung đạo, là phải chọn chỗ nào là cái đạo chánh, cái chỗ nào mà không chánh tất nhiên là chúng ta coi như là đừng phải đi theo, hay không? Chim khôn lựa cây lành mà đậu, còn người khôn đó là tìm đạo chánh mà thờ. Đừng học theo những thứ bá dơ mới có thể gặp cơ tổn hộ, là coi như là cũng bảo chúng ta phải tìm cái đạo chánh. Vậy thì bây giờ nếu như chúng ta tu, trước khi giác ngộ, trước khi quy y, thì Đức Thầy mới bảo cho chúng ta là đừng thấy ai theo mối đạo nào đông đạo, rồi ta cũng dẫu dàng theo đạo ấy mà chưa hiểu giáo lý ấy như thế nào. Cũng đừng thấy người ta thờ Phật rồi dẫu giả lập bàn thờ Phật mà chưa hiểu ông Phật như thế nào. Nếu tu như thế, thờ Phật như thế thì càng tu bao nhiêu, càng thờ bao nhiêu, càng tỏ ra cho thiên hạ thấy rõ ta mê tín bấy nhiêu, phải không? Đó cũng là cái đích để cho người vô đạo nhắm đó mà bài bác nhạo chê quỷ bán, và cũng rất uổng cho cái công trình thành kính lễ bái của ta vậy. Vậy thì bây giờ trước khi coi như là chúng ta coi như là thờ đạo nào, học đạo nào, tu theo giáo lý nào là chúng ta cũng phải biết mới được. Trong kinh lại bảo cho chúng ta bất tri Phật nhi tự tính Phật, kỳ tội thượng quá ư bán Phật giả, là bất tri Phật là không biết ông Phật như thế nào. Nhi tự tính Phật nói rằng chúng ta tin Phật, mà cái đó coi như là Đức Phật bảo cho chúng ta là cái tội đó còn hơn là cái tội quỷ bán Phật, nghĩa là chúng ta không biết mà thờ là mê tín, thấy không? Vì vậy cho nên chỗ này là Đức Thầy mới bảo cho chúng ta phải tìm cái đạo chánh mà thờ. Nhưng mà mai thai tất cả đồng đạo của chúng ta coi như là gặp được giáo lý của Đức Thầy, mà Đức Thầy cho chúng ta biết là vô vi chánh đạo hỡi người ơi, hoặc giả là dạy đạo chánh vì thương Nam Việt, ở cao miên vì mến tận hoàng. Vậy thì bây giờ Đức Thầy ra đời đem cái đạo để mà dạy dỗ cho tất cả các chúng sanh. Đây Đức mà cái câu này Đức Thầy nói là chọn nơi nào đạo chánh phượng thờ, cô bác anh em chị đồng đạo. Rồi đồng đạo mới đặt lên câu hỏi vậy chứ bây giờ cái thờ, mà bây giờ trong khi đó chúng ta thờ đạo mà đạo nó chánh á, là thờ như thế nào vậy hả? Thôi cô bác anh em chị đồng đạo, thôi nói mau đi. Bây giờ Đức Phật khi xưa là quý vị mình được biết cái chân lý vô vi của Đức Phật để lại đây, thì hôm nay Đức Thầy cho chúng ta biết ta là kẻ vô hình hữu ảnh, ẩn sắc phàm, dình đạo Thích Ca, là dình lại cái đạo Thích Ca, tất nhiên là cái đạo chánh. Mà bây giờ đồng đạo mới hỏi chứ bây giờ thờ cách nào mới chánh? Thôi nói mau đi. Hồi xưa Thái tử Sĩ Đạt Ta trong khi đó vừa mới sanh ra, ở bên sườn binh hữu, dạo vườn thượng quyển bà hoàng hậu Ma Gia nước sườn binh hữu sanh ra ở dưới gốc cây, đúng không quý vị? Rồi sau khi lớn lên 19 tuổi tâm đại hùng cương quyết tu trì, cho nên Thái tử Sĩ Đạt Ta bỏ cung vàng điện ngọc, quách thành thê tử vợ đẹp con ngoan, dấn thân vào trong rừng sâu núi thẳm, 5 năm tầm sư học đạo, 6 năm khổ hạnh, 49 ngày đêm tu luyện, sao đắc quả vị A Nậu Đa La Tam Miệu Tam Bồ Đề, là cái quả vị vô thượng chánh đẳng chánh giác.
Vậy thì bây giờ trong khi đó sanh ra ở gốc cây, ngồi tu ở dưới gốc cây, chứng đạo ở dưới gốc cây, thuyết pháp ở dưới gốc cây, sao tịch diệt cũng ở dưới gốc cây, đúng không? Vậy thì bây giờ sanh ra ở dưới gốc cây tại vườn Thượng Quyển, sau khi tu tất nhiên là ngồi ở tại cội Bồ Đề, rồi chứng quả vị coi như là cũng gốc cây, thấy không? Rồi thuyết pháp coi như là cho năm anh em Kiều Trần Như cũng ở tại vườn Lộc Quyển. Rồi sau khi đó coi như là mà đến cái ngày tịch diệt, đến xứ Câu Thi Na Ta La Sông Thọ cũng ở gốc cây. Vậy thì bây giờ ở nơi đây coi như là cái đạo đó tất nhiên là cái đạo của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, là cái chân lý vô vi, là cái chân truyền Độ Mây Chanh. Còn nếu như sau này trong thời gian đó là từ Maha Ca Diếp A Nan Thân Na Hòa Tu U Ba Cúc Đa cho đến Bát Nhã Đa La, rồi Đạt Mã Tổ Sư truyền dài xuống, Đạt Mã Tổ Sư rồi Huệ Khả Tăng Sáng Đạo Tính cho đến Ngục Tổ Hoằng Nhẫn cho đến Lục Tổ Huệ Năng, sau khi Lục Tổ Huệ Năng bật truyền Y Bát vào năm 713, lúc bây giờ mới bày ra coi như là cái vấn đề mà hình tượng cốt rất nhiều. Cái chỗ tạ thờ này không đúng với chân truyền của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni. Cái này tôi nói thẳng luôn vậy hả? À, bây giờ Đức Thầy cho chúng ta biết đó là hiếm những kẻ không nhà không đất mà săn vào chẳng sót thương dùm, có lỡ làm chửi mắng ôm sùm thêm đánh đập các nào con vật, ăn không hết lo dành lo cất đem bạc chăm cúng Phật làm chi. Phật Tây Phương vốn tánh từ bi, đâu túng thiếu mà quơ mà thời. Khùng cả tiếng kêu dân ơi hỏi hỏi giúp cho, kẻ đói mới nhầm đến loạn ly khổ hạnh khỏi lam còn hơn đúc chuông đồng Phật bự, đúng không? Vậy thì bây giờ coi như là cái chân lý vô vi của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni để lại. Nếu như thờ là thờ tượng cốt á, là trong khi đó là không đúng với cái chân truyền của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, thì thế thì hôm nay Đức Thầy ra đời dạy dỗ cho chúng ta là nếu như chúng ta cái cách thờ phượng chọn nơi nào đạo chánh phượng thờ, mà nếu như bây giờ cái đạo chánh đó cô bác anh em dùng đạo là không thờ theo coi như là hình tướng như trên, đó là chạy theo thần tu. Mà đã là chạy theo thần tu thì sao? Theo thần tu tạo nhiều chuông mỏ, mà từ xưa nay có mấy ai thành Phật từ bi độ tử độ sanh là độ kẻ hiền lương nhân ái. Thì nói chỗ này coi như là nó cũng đụng chạm nhiều, nhưng mà thật sự ra đây là lời Đức Thầy nói cho chúng ta nói rõ ràng mà. Vậy thì bây giờ chọn nơi nào đạo chánh phượng thờ thì bên kia nãy giờ chúng tôi đã bàn rồi, bây giờ tới Phật giáo Hòa Hảo chúng ta nghe. Mà nếu như chúng ta đã vượt duyên mai hạnh ngộ, gặp được giáo lý Đức Thầy là chân chánh rồi, tu ngon lành rồi, quy y rồi, thờ rồi, mà nếu như ai thờ qua cái tông giáo của Phật giáo Hòa Hảo là chúng ta chỉ thờ ba ngâu thôi nha mấy con mình. Ba ngâu thôi tất nhiên là cửu quyền thất tổ, ngâu tam bảo và bàn thông thiên thôi. Là ở đây là chọn nơi nào đạo chánh phượng thờ là chánh. Còn cái ông nào bất cứ và cái cô nào bất cứ mà nếu như mà đã thờ coi như là người coi như là tín đồ Phật giáo Hòa Hảo mà lại coi như là bị nhức đầu nhức chân nhức lưng nhức da gì không biết, coi ông bảy bà ba dầu bây giờ nói coi như là mắt của thiên quyền nữ, thánh anh lai sát, chú tiên chú ngọc, nghe không? Rồi ông coi như là độ mạng bà độ mạng, rồi có thể ông chuồng bà chuồng, ông táo ông châu gì đủ thứ trơn trọng. Cái này có chánh không? Cái này là cái đạo này không phải đạo chánh mà đạo gì? Cái đạo lưu bù của bác anh em chuồng đạo. Mà Đức Thầy cho chúng ta biết hỏi bớ dương trần hãy ráng tu, ráng tu dẹp khóa cái đạo lưu bù nè. Đã tu mà còn lưu bù kiểu này là đạo không chánh. Cho nên Đức Thầy mới cho chúng ta biết chỉ thờ lại Đức Phật Tổ tiên ông bà và các vị anh hùng của đất nước. Không nên thờ một quỷ tà thần nào mà không gõ căn tích, là cái chỗ này không chánh. Không gõ căn tích gì trên trời, hỏi bà cụ thiên quyền nữ sao căn tích bán sao còn không biết. Rồi hỏi chứ bây giờ ông táo, ông địa, ông thần tài, căn tích gốc gác ông ở đâu, không biết. Rồi cuối cùng coi như là không biết, rồi trả lời hỏi đâu ngoài lá thiêu không ạ. Chị chơi đầu vợ ngoại nắng ở ngoại thì cái gốc ở ngoại chơi đầu vợ, thấy không? Thôi cô bác anh em dùng đạo. Vậy thì bây giờ phải chọn nơi nào đạo chánh phượng thờ. Tất nhiên bây giờ đạo giới lý từ đây nhiều chỗ nữa mấy anh, phải lọc lừa cho kỹ mà nhờ. Đạo giới lý tất nhiên là từ đây nhiều chỗ à, chứ không phải là một chỗ đâu. Phải lọc lừa cho kỹ mà nhờ mới chọn nơi nào đạo chánh phượng thờ thì mới được thanh sao cao quý.
Bây giờ có chỗ có đạo mà không có lý ngân nhật, còn có chỗ có lý mà không có đạo. Hỏi vậy chứ bây giờ ông ba, bây giờ ông nói chuyện ron ron vậy, bây giờ trong khi đó tam giáo coi như là ông thuộc hết vậy. Ông nói hay quá, hay chân lý ông vậy mà ông có đạo nào không hả? Ông nói tôi học thuộc vậy đó, tôi nói vậy đó chứ tôi không có cái đạo nào hết trơn trời. Mà tam giáo nói ro ro chứ bây giờ đạo Phật, đạo Lão, đạo Khổng gì nói cũng hay chứ. Mà hỏi ông đạo nào, tôi không có đạo nào hết trơn trời. Cái này có lý nè, mà không có đạo. Rồi bây giờ trở lại chỗ có đạo, tất nhiên là thờ lũ hủ hết trơn trời. Bây giờ hỏi cái đạo ông đạo gì nữa, tôi không biết tôi đạo gì nữa, ai thờ gì tôi thờ này. Thấy không? Cái chỗ này có đạo mà không có lý. Có tu theo giáo lý mà không biết giáo lý ấy như thế nào. Cho nên cái chỗ này là Đức Thầy mới nói đạo với lý từ đây nhiều chỗ, phải lọc lừa cho kỹ mà nhờ, rồi mới chọn nơi nào đạo chánh thượng thờ thì mới được thân sao cao quý. Thưa cô bác anh em dùng đạo. Rồi bây giờ đồng đạo mới hỏi cái câu sau, tất nhiên là bây giờ là cái thân sao, là cái thân nào mới cao quý. Thưa cô bác anh em dùng đạo, cái thân chúng ta đang tu đây nè, không? Cái thân của chúng ta đang tu tập đây, cúng lại, ăn chay, niệm Phật, làm lành, bố thí, nhẫn nhục, giữ giới, là cái thân chúng ta đang tu đây, là cái thân hiện tại để mà lập công bồi đức. Nhưng mà tại sao cái thân hiện tại không được cao quý? Quý vị mình tu tập đi, có thân nào, thân hiện tại nào, ông nào mà nói cái thân này cao quý tôi mới sợ. Là tại sao? Cái thân này đi làm từ thiện, đi làm xã hội, đi làm coi như là cái sự tu tập, đi chạy đám làm từng chạy tối ngày, đổ mồ hôi chán mà dán mồ hôi lưng chân, bây giờ thấy coi như là con người chúng ta có cái chỗ nào mà sung sướng đâu, mà cao quý phải không? Vậy thì bây giờ chúng ta đang tu tập đây để tạo cái nhân. Rồi bây giờ chẳng những vậy mà có nhiều người tu trong thời gian bị đau bệnh, bị khổ sở, bị bệnh hoạn, bị tai nạn, bị cứ như là đủ thứ những cái chuyện dồn dập chân. Rồi trong khi đó nó tàn đất ơi, người tu như thế bá tòng ai ai cũng quý, cũng trông cũng nhìn, là bây giờ cái là thân này tu sao không cao quý gì chân trời. Bây giờ bị bệnh hoạn, bị tật bệnh, bị đủ thứ chân trời. Cái này chúng ta cái thân này là cái thân tứ đại, tu để trả nghiệp, tu để trả nợ. Vậy thì bây giờ ai cũng bị mắc nợ, ai cũng bị trả nghiệp, làm sao cao quý được không? Nhưng mà cái thân này chúng ta ráng tu đi, rồi sau này chúng ta sẽ đổi lại được cái thân cao quý đó. Là cái thân đó là thân gì? Mang sát thúi không làm thẹn tội, còn đem tâm đắm đuối say xưa, chẳng lo hành đạo sớm chưa, đổi thân sen báo thơm tho lâu dài. Cái thân này mới thân cao quý nè, là cái thân mà Đức Thầy cho chúng ta biết sau này đó là kim thân thị hiện, dứt trừ tử sanh, là cái thân đó cao quý. Rồi cái thân sau này chúng ta coi như là được giữ đời thượng quân, mà Đức Thầy cho chúng ta biết là mấy người còn được sát thân thì là đài ngọc cát lân vượt kề. Cái thân này mới quý. Hoặc giả là ai muốn gần bệ ngọc cát lân thì phải gắng lập thân nuôi chí, là cái thân này mới quý nè. Là cái thân này sau này đó là quả địa cầu đất tốt, đất bằng vàng, thảo mộc bằng châu, người nào cũng rất sống lâu an vui chứ chẳng khổ sầu điều chi, người nào cũng dung nghi tốt đẹp, ai cũng đều hiền đức thông minh. Tất nhiên là cái người này, tất nhiên là cái thân này nó mới quý, phải không? Tất nhiên là con người chúng ta sống được đời thượng quan thánh đức, là con người chúng ta coi như là không phải giống như thời kỳ bây giờ, thân đổi mà thân còn quý. Vậy thì bây giờ Đức Thầy mới cho chúng ta biết những người nào sau này mà còn lại, tất nhiên cái thân xác đó tất nhiên là chúng ta mới quý. Nhưng mà chúng ta nên nhớ nghĩ cái thân này đó là quý vị mình được biết đó hen, là ai cũng vậy thôi, mang thân tứ đại thì nó giống như cái điện thoại cục gạch mà nhà nước bây giờ đang thông báo là sắp sửa bỏ, phải không mấy anh? Điện thoại cục gạch này sắp sửa bỏ rồi, thân mang thân tứ đại này là sắp sửa coi như là tiêu diệt rồi. Nhưng mà người nào mà có tiền có bạc đó, nghe mấy anh mấy chị, chuẩn bị cho mình một cái như là cái điện thoại cảm ứng quẹt quẹt, chuẩn bị sẵn, chừng nào cái điện thoại cục gạch này dốc, lấy cái sim gắn qua cái điện thoại quẹt quẹt cảm ứng xài, đúng không? Rồi bây giờ cái thân của chúng ta coi như là sớm muộn gì chúng ta cũng phải dốc. Nhưng mà bây giờ chúng ta ráng lo tu tập, ráng lo cúng lại, ráng lo ăn chay, ráng lo niệm Phật, ráng lo làm lành, là chúng ta chuẩn bị cho mình một cái điện thoại cảm ứng, để mà sau này cái điện thoại cục gạch này dục bắt đầu lấy cái sim gắn qua điện thoại cảm ứng liền. Cô bác anh em dùng đạo, đó là cái chúng ta thân được hưởng trong cái thời kỳ thượng quan thanh đức.
Vậy thì bây giờ sau khi chúng ta được hưởng đó thì Đức Thầy cho chúng ta biết đó là sao? Ráng tu tịnh hưởng đời chung cực lạc. Trên cõi Phật mùi hương thơm bát ngát, dưới quân thần phụ tử khải hoàng ca, đó là sông bốn biển hiệp một nhà, không ganh ghét dứt câu thù hận quan. Đây tất nhiên là chúng ta sống được cái cảnh đó của bác anh em dừng đạo. Vậy thì bây giờ Đức Thầy mới bảo cho chúng ta biết, ai muốn được sống cái cảnh đời thượng quan thánh đức đó thì bây giờ chúng ta có ba yếu tố chính là chúng ta phải làm. Cái thứ nhất là phải trùng hiệu, cái thứ hai là phải hiền đức, cái thứ ba là phải niệm Phật cho nhiều cô bác anh em trường đạo, là chúng ta mới đủ điều kiện cái như là chúng ta có được cái thân sao. Vậy thì bây giờ Đức Thầy có nói không? Có. Đức Thầy mới cho chúng ta biết là cõi trung ương lưng chuyển phương Nam, mở hội thánh chọn người trung hiệu, không là người trung hiếu, trung hiếu giữ gìn phận con tôi thái sử bao la, ta chẳng quản tiên cảnh non bồng sẵn gì ngôi, là trung hiếu là chúng ta được hưởng, là người đó tất nhiên là chúng ta có được thân sao, phải không? Rồi bây giờ chỗ khác Đức Thầy nói người nào muốn được sau khi mà có được thân sao đó là phải hiền đức. Cô bác anh em như nào, có không? Lập rồi cái hậu long qua đã có hiền đức được là bao nhiêu, gian tà hồn sát cũng tiêu, thảm thương ba tánh chính chiều một đau, tất nhiên là phải hiện đức. Điều kiện thứ ba là phải niệm Phật cho nhiều. Cô bác anh em dân đạo, mà ai mà có tinh thần niệm Phật nhiều thì sau này coi như là chúng ta coi như là sống được đời thượng quan thánh đức là có thân sao liền, thấy không? Đây Đức Thầy cho chúng ta biết đó là được thảnh thơi nhờ chữ Nam Mô, đúng không? Được thảnh thơi nhờ chữ Nam Mô khuyên bốn đạo ráng mà trì trí, hoặc giả là chữ Nam Mô dẹp được lòng sầu sau khi được nhờ tiên cử thánh. Rồi trong bài sứ mạng Đức Thầy lại cho chúng ta biết đó là sao? Phật Dương Đà chỉ rõ mới diệu quyền chuyển lập hậu long qua, phải không? Phật Dương Đà chỉ rõ mới diệu quyền chuyển lập hậu long qua, chọn ai? Chọn những đấng tu hành cao công quả. Chọn những đấng tu hành cao công quả. Mà cái người nào cao công quả thì Đức Thầy cũng nói cho chúng ta biết luôn đó là từ đây đến buổi thanh bình muôn người niệm Phật, quả mình biết bao. Cô bác anh em dùng đạo thì đó ngang, ông muôn người niệm Phật thì quả mình biết bao là công quả nó lớn, là chúng ta sống được thời thượng quan. Vậy thì bây giờ nghĩ suy cho cạn sự đời tu là cõi phúc của người trần gian, dầu cho các bậc giàu sang sự tu không có, như thần nước vô lấy giang hùng dựng cơ đồ, không bằng lấy đất Nam Mô xây thành. Cô bác anh em trường đạo, vậy thì bây giờ qua tiêu đề này chúng tôi trình bày đến đây cũng xin tạm dừng và xin trả lại cho dân chủ ý kiến quý vị. Nếu có điều chi bằng thêm thì bàn, không có xin phép cho thông qua. Nam Mô A Di Đà Phật. Nam Mô A Di Đà Phật. Giờ đây tiếp theo đề thứ ba, đồng đạo hỏi: tu rèn tâm trí cho minh, tánh kia thành kiến, thủy tình chùi lao, mà tu rèn bằng cách nào? Ở đây cái người hỏi không có nhắn mà sứ ngôn cũng được web nhắn ha. Tu rèn bằng cách nào mà cho được tâm trí cho minh? Mà minh là như thế nào mới gọi là minh? Tánh kia thành kiến, thủy tình chùi lao, mà cái thành kiến, mà kiến này nó như thế nào? À, cũng như mà có câu tu lâu không thành Phật thành tiên, mà tu lâu thành kiến không, cái này nó cũng có ha. Thì cái phần này cũng cho phần này cho rõ chút. Rồi phỉ tình chùa lao mà thành kiến rồi như vậy là, thí dụ bây giờ nó trở lại là thành một cái tấm kiến trong rồi mà còn phải chùa lao nữa hay sao? Nam Mô Di Đà Phật. Quý vị ủng hộ cho dân chủ chàng có tài để chưa cái gì. Và tiếp theo tiêu đề mà được đồng đạo nêu lên qua hai câu giảng của Đức Thầy là tu rèn tâm trí cho minh, tánh kia thành kiến, phỉ tình chùi lao. Hai câu giảng mà được đồng đạo nêu lên chúng tôi được biết là được trích từ trong cái quyển 3, tất nhiên là cái quyển Sám Giảng. Mà quyển Sám Giảng này là Đức Thầy viết ở tại tổ đình, có 612 câu mà đồng đạo chỉ trích ra trong đây hai câu cho chúng tôi bàn. Rồi đồng đạo mới đặt lên câu hỏi tu rèn tâm trí cho minh, rồi tánh kia thành kiến, phỉ tình chùi lao. Vậy thì bây giờ chúng ta tu sao mà tu rèn tâm trí cho minh vậy hả? Cũng đồng thời tu vậy, mà tại sao bây giờ tu không minh mẫn gì trân trọng mà tu càng ngày càng u tối không vậy?
cô bác anh em chứ đồng đạo, phải không? Vậy thì bây giờ cái chữ rèn tất nhiên là luyện, mà tu đó tất nhiên là sửa. Vậy là tu rèn tất nhiên là trao sửa và luyện lại cho cái tâm của mình được tốt, nên gọi là tu rèn. Nhưng mà cái tâm của mình tại sao mà bây giờ phải rèn luyện lại cho nó minh? Bởi vì cái tâm của chúng sanh đó, cô bác anh em chị đồng đạo, trong đó nó chứa không biết bao nhiêu những thứ mà trong khi đó Phật tánh không thể hiện bày được, sao minh được, phải không? Thôi bây giờ đại cương nghe, chúng tôi đại cương rồi, chúng tôi lấy những điều kiện như trên 12 điều như vậy đó, mà bây giờ chỉ cần lấy một điều thôi là chúng ta trao sửa nó cũng minh rồi đó. Bây giờ nè, giờ cái tâm của chúng ta hiện tại bây giờ nè, nó đang vướng nè thành kiến, cố chấp, thói quen, sự chần chờ, lòng ham muốn, tánh kiêu ngạo, tật đố, dèm xỉn, vô nịnh, ích kỷ, tư tâm và sự gây gỗ mê đắm trong bể dục tình và sự phiền não, nó làm cho náo loạn cõi lòng. Bây giờ quý vị mình chất chứa những cái này, gạ lời kỹ đi rồi sao không minh? Gặp ai bắt đầu trong khi đó cũng thành kiến chân, rồi sao minh được, phải không? Gặp ai cũng buồn giận chân, gặp dâu nhà bắt đầu hổng má má đi đâu về cũng giận nó nữa, rồi sao minh được, phải không? Cho nên trong tâm vừa muốn mưa phiền thì là ngoài mặt nó cũng liền kéo mây, mà kéo mây xám xịt hết trơn trậu rồi làm sao mà trong khi nó minh, phải không? Phàm thấy tướng ở ngoài còn biết, mà thánh xem còn thấu triệt đáy lòng. Tâm không mà chẳng phải không, mười phương chư Phật đều trông thấy rằng. Tâm đổi dạng khi lành khi dữ, mà tâm biến thành lúc thú lúc người, đó là tâm vọng của đời, nó thường theo cảnh mà dời đổi luôn. Cho nên bây giờ quý vị mình thấy cái tâm ông nào mà tu trong thời gian mà minh hen, quý vị mình để ý biết liền à, là cái mặt nó sáng trưng à, cái mặt nó vui vẻ liền à, gặp đồng đạo là tay bắt mặt mừng, là cái mặt hồng hồng liền à. Còn ông nào mà gặp đồng đạo mà cà liếc mà cà né mà cà trốn trốn đó nghe, rồi cái mặt mà coi như là tu lâu mười mấy năm, 20 năm mà cái mặt xăm xì xăm xịt nghe, là biết cái ông này là không có minh nổi rồi. Tôi nói thật sự luôn, chúng ai chúng chứ chân sao vợ, phải không? Cho nên Đức Thầy mới nói cho chúng ta cái người mà tâm minh đó là sao, là tánh thần lương vẻ mặt vui tươi, vậy mới đáng tín đồ Phật giáo. Là vậy đó, tất nhiên là chúng ta mới minh, phải không? Vậy thì bây giờ tu rèn tâm trí cho minh, tất nhiên là bây giờ chúng ta phải rà lại, thấy không? Phải rà lại coi như là những cái hồi nãy chúng tôi trình bày cùng với quý vị đó nghe. Con mình có thành kiến không? Ha? Con mình có cố chấp không? Con mình có thói quen không? Con mình có chần chờ không? Con mình có tánh kiêu ngạo không? Con mình có phiền não không? Con mình có giận ai không? Thì mình ra lời coi, nếu mình không có gì thì nó minh chứ có gì đâu. À, mà ngặt có gì rồi làm sao minh? Thôi bây giờ nếu mà chúng ta muốn diệt cái được đó, thì bây giờ Đức Thầy chỉ cho chúng ta một cái phương pháp để mà rèn nó. Bây giờ cái phương pháp đó là búa không nghe, để mà dập nó nghe. Thì bây giờ Đức Thầy chỉ sao? Nếu ta tìm con đường bắt chánh đạo của Phật mà đi, bây giờ nè, đây là phương pháp nè: giữ tâm thanh tịnh, làm việc nhân từ, không lòng hờn giận, chẳng giả ghét ganh, chuyên tâm niệm Phật, giúp tế độ đời, đừng chứa điều phiền não và để bụng tham lam ích kỷ, gây mối thiện duyên, lần lần trí huệ được mở mang, cẩu lòng sáng suốt, thì màn vô minh sẽ bị diệt mất. Thì vô minh diệt mất thì nó sáng như có gì đâu, phải không? Thì tu rèn tâm trí cho mình. Mà nếu như vô minh đã bị diệt mất thì tất nhiên là nó sáng sủa lại chứ có gì đâu lạ, phải không? Thưa cô bác anh em chứ đồng đạo, thôi bây giờ những cái đó nó nhiều quá, thôi bây giờ những cái này gần gũi chúng ta nhất nè, là cái con mắt của mình, cái lỗ tai của mình. Và con người chúng ta thường hay có cái chứng bệnh lớn mà nó không minh được, cô bác anh em chứ đồng đạo. Vậy hai cái chứng bệnh đó, chứng bệnh gì mà nó không minh? Quý đồng đạo, bây giờ nói nghe, quý vị mình cũng thông cảm quan hỷ cho nghe, là cái bệnh thứ nhất, cái bệnh ngứa chân, không có minh được. Biết sao ngứa chân không? Bây giờ trong lúc đó Đức Thầy bảo cho chúng ta lúc rảnh việc thường coi kệ giảng mà giữ gìn phong hóa nước nhà, phải không? Lúc rảnh việc mình coi kinh coi giảng là nó minh mình liền, sáng suốt liền.
mà này không có đâu, lúc rảnh việc lại là quán cà phê ngồi cái bệnh ngứa chân nè, lúc rảnh việc bắt đầu cái ngồi là biết bắt đầu ngồi lê non mách lại sớm bạn này nói chuyện ông ba bà bảy, cái này cái bệnh ngứa chân nè, mà mình cứ như vậy hoài thì làm sao mà trong khi đó thông minh sáng suốt được phải không? Rồi gánh việc bắt đầu cái thôi đi kiếm đồng đạo nói chuyện coi như là tán ngẫu chuyện này chuyện kia chơi. Cái này, cái bệnh này bây giờ quý vị mình đã nghe, nên kỹ lại, tìm kỹ lại nha. Rồi bây giờ chúng ta coi như là hãy coi lại coi như là nếu như có gần, nếu như có đi, thì bây giờ kiếm chỗ đồng đạo chúng ta tới để mà coi như là tìm cách để mà chúng ta trao đổi giao lý thì nó còn minh. Còn bằng không nó gặp lại coi như là toàn là bạn bè chơi ở bời, coi như là trong khi đó là không có người tốt không, rồi chúng ta coi như là gần gũi làm sao mới được. Thôi giờ nó qua cho nó mau vậy đi. Bây giờ còn cái bệnh thứ hai là cái bệnh ngứa miệng. Mà bệnh ngứa miệng đó là sao? Tất nhiên là cái miệng của mình á, là không muốn á, là để cho người ta nói mình nghe, mà mình muốn nói cho người ta nghe không hả? Rồi làm sao mình được, phải không? Cho nên bây giờ trong khi đó đồng đạo của chúng ta đó hen, là phải làm sao để mà lắng lòng nghe lại những cái lời nói của những người chung quanh của mình, để mà mình lấy những ý hay, để trong khi đó nó mới minh sáng suốt được. Còn ngược lại trong khi đó đến đâu đồng đạo coi như là nói gì nói, trong khi đó là mình dành mình nói hết trơn trọi. Rồi bây giờ trong khi đó mình học được cái gì của đồng đạo nữa đâu mà nghe. Mà mình muốn minh tất nhiên là kết bạn với kẻ hơn mình, hoặc là với kẻ ngang mình, kết đôi bằng không thà sống lẻ loi chứ không kết bạn với người tệ hơn. Mà mình phải làm thầy cho mấy người ngu không? Không, mà mình không có chịu làm tớ cho những cái người khôn. Thà mình làm tớ cho người khôn đi, mình coi như là được minh. Còn bây giờ mình làm thầy cho kẻ ngu đi, rồi trong thời gian mình đâu có được cái gì hay đâu. Không, cho nên bây giờ ở đây coi như là qua câu này tu rèn tâm trí cho mình, là chúng ta phải tu rèn tâm trí như nãy giờ đã kể. Nếu như mà chúng ta chưa minh nữa thì bây giờ chúng ta cần cái phương pháp niệm Phật của Đức Thầy. Nghe không? Đức Thầy chỉ dạy cho chúng ta là mỗi một niệm Phật là diệt được một niệm chúng sanh, mà niệm niệm Phật là diệt được tất cả các niệm chúng sanh, cho đến khi nhất tâm bất loạn chừng ấy vọng niệm chúng sanh đã dứt các tình dục, còn đâu mà nảy sanh ra được mình liền, phải không? Cho nên cũng đồng thời một trường tu mà người thì phát huệ, mà kẻ ngu suốt đời. Cô bác anh em dùng đạo, độ khôn chỉ tốn một xu, độ ngu phải tốn mấy lu tiền đồng. Độ khôn chỉ nói một dòng, còn độ ngu phải nói mấy chồng kệ kinh. Cô bác anh em dùng đạo, cho nên bây giờ cũng đồng thời tu như vậy, phải không? Nhưng mà trong khi đó chúng ta không có chịu coi như là hạ mình để mà chúng ta học hậu, thì bây giờ trong cái chỗ này không bao giờ sáng suốt được. Cô bác anh em dùng đạo, đó là tu rèn tâm trí cho mình. Bây giờ qua câu sau đó hen, là tánh kia thành kiến khủy tình chùa lao, là tu làm sao mà cái tánh của mình được thành kiến là mới khủy tình chùa lao. Là hiện giờ chúng ta đang chùi đang lao, gái trai lớn nhỏ ăn cần chùi lao, dạng mặt thì gần thánh tiền. Thì bây giờ hằng ngày chúng ta đang chùi nè, đang lao nè, mà chừng nào cái tánh chúng ta thành kiến là nó mới khủy tình được mình. Còn bây giờ nếu như cái tánh chúng ta mà chưa được thành kiến nó ngang, thì bây giờ chưa khủy tình, cứ việc chùi lao mãi nữa, cứ việc chùi lao hoài. Cho nên là nếu như cái kiến là bụi là cố gắng chùi lao mãi hết, còn cái tâm mà nếu như chúng ta dơ đó hen, là cố quét sẽ hết 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 chân. Vậy thì bây giờ ở nơi đây là tánh kia thành kiến là khủy tình chùi lao. Chừng nào cái tánh của chúng ta được thành kiến, mà thành kiến đó là kiến gì? Ở đây là muốn nói là kiến đây là độc đủ, là cái đài nguyệt kiến. Cô bác anh em chị đồng đạo, là cái tấm kiến đó. Mà cái tấm đài nguyệt kiến đó là Đức Thầy cho chúng ta biết, đó là ta chí dốc tầm đài nguyệt kiến, cho Dương Trần gọi chuyện sai lầm. Là cái đài nguyệt kiến khi mà đưa lên rồi, thì bây giờ những cái gì ở trong cái cuộc đời của chúng ta coi như là tội phước gì, thì bây giờ nó cũng hiện ra hết, thấy hết, không còn gì hết, nên gọi là cái đài nguyệt kiến. Vậy thì bây giờ mỗi người chúng ta coi như giờ đang lao, đang quét cái đài nguyệt kiến của chúng ta, cô bác anh em chứ đồng đạo, thấy không? Vậy thì bây giờ chừng nào mới được coi như là cái đài nguyệt kiến? Thưa cô bác anh em chứ đồng đạo, chừng nào được thì mới thôi, còn chưa được là chưa thôi. Vậy thì bây giờ xin trân trọng giới thiệu cho tất cả đồng đạo của chúng ta đó nghe, là mỗi người chúng ta đều có một cái tấm kiến đài nguyệt kiến hết.
đó là cúng toàn bộ sấm thi giao lý. Cúng toàn bộ sấm thi giáo lý là cái kiến của mình, là cái đại nguyện kiến. Rồi bây giờ trong 8 điều đang cấm là cái đại nguyện kiến của mình. Nhưng mà Đức Thầy nói là tánh kia là cái tánh của mình. Chừng nào mà nó được giống như cái đại nguyện kiến đó là tội khốt gì chúng ta đều được biết hết. Thì bây giờ mới phỉ tình chùa lao. Còn bây giờ chúng ta gà lại 8 điều đang cấm là cái đài nguyệt kiến của mình đó: uống rượu, cờ bạc, áo huyền, chơi bời theo đàn đếm. Và điều thứ nhất, điều thứ nhì, điều thứ ba gà lại. Còn dính là bây giờ chúng ta chùi nữa, chứ không có ngưng chỗ này. Chừng nào mà nó không còn dính nữa đó ha, là mới phỉ tình chùi lao. Là bây giờ mới phỉ tình chùi lao, tất nhiên là không còn chùi, không còn lao nữa. Mà bây giờ nó còn dính là vẫn còn chùi, vẫn còn lao. Vậy thì tánh kia thành kiến, tất nhiên là cái đài nguyệt kiến. Mà đài nguyệt kiến tất nhiên là tội phước gì mà ở trong đó coi như là nó cũng hiện ra hết. Thì bây giờ quý vị mình, nếu như tâm của chúng ta, hành động của chúng ta còn lỗi điều gì, chúng ta gà lại 8 điều căn cấm đi, nó là cái đài nguyệt kiến đó, nó là tánh kiến đó. Thì bây giờ nếu như chúng ta còn bị vướng là chúng ta coi như là phải cố gắng chùi lao nữa. Các anh em trong đạo, lao mãi tất sạch gương đầy bụi hết, luyện luôn thì sẽ hết tánh phàm phu. Đạo muốn hành thì phải dẻo chí tu, cả hành đạo hướng về câu giải thoát. Thưa cô bác anh em trong đạo, vậy thì qua hai câu này là tu rèn tâm trí cho mình, rồi tánh kia thành kiến, phỉ tình chùi lao. Tất nhiên là bây giờ Đức Thầy mới dạy dỗ cho chúng ta ráng tu tập nha. Ráng tu tập chừng nào mà cái tánh của chúng ta đó là giống như là cái tấm kiến mà không còn dính bụi, là cô bác anh em chừng đạo, tới chừng đó chúng ta mới phỉ tình chùi lao. Tất nhiên là công thời gian chúng ta chùi lao, mà bây giờ chúng ta mới là phỉ tình nguyện ước mà chúng ta đã đạt thành công trong cái cuộc đời tu tập của chúng ta. Thôi thì bây giờ qua hai câu này chúng tôi trình bày đến đây cũng xin tạm dừng, và xin trả lại cho chấn chủ ý kiến quý vị nếu có điều chi mà thêm thì bạn không có, xin phép cho thông qua. Nam Mô A Di Đà Phật. Và giờ đây xin mời Nam Mô A Di Đà Phật, xin mời một vị tiếp theo để đặt câu hỏi tiếp theo. Xin mời Vinh. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam Mô A Di Đà Phật. Kính thưa Tổng thể Chí Quý Dùng Đạo, thì hôm nay tôi cũng xin có hai câu giảng để nhờ giáo lý duyên để giải thích dùm cho tôi và cũng như Dùng Đạo rõ. Theo lời Đức Thầy có dạy thì thương đời nên chẳng kiếm xu, buồn cho bá tánh hết mù tới đuôi. Đức Thầy đã nói buồn cho hết tánh, ba tánh hết mùi tới đuôi, hết mùi tức là sáng mà tới đuôi, tại sao mà sáng rồi lại đuôi? Vậy xin mời ông giáo lý viên giải dùng cho tôi và cũng quý đồng đạo được rõ. Nam Mô A Di Đà Phật. Chân thành cảm ơn chàng phó tay gian dày quý vị ủng hộ cho tinh thần Phật pháp trao đổi giáo lý. Và đồng đạo mới nêu lên trong hai câu giảng của Đức Thầy là thương đời chớ chẳng kiếm xu, buồn cho bá tánh hết mù tới đuôi. Thưa chư quý vị, thì nãy giờ quyển nhì cũng có, rồi quyển ba cũng có, rồi quyển tư cũng có, bây giờ tới cái quyển nhất rồi, cô bác anh em trường đạo, không? Vậy thì bây giờ đồng đạo mới nêu lên hai câu giảng này được nằm trong quyển nhất, tức là cái quyển khuyên người đời tu niệm, mà Đức Thầy cũng viết ở tại tổ đình có 912 câu, mà đồng đạo trích ra trong đây hai câu là thương đời chớ chẳng kiếm xu, buồn cho bá tánh hết mù tới đuôi. Nhưng mà đồng đạo không đặt nặng cái câu đầu, mà đặt nặng cái câu sau thôi. Nhưng mà giờ câu đầu chúng tôi cũng xin coi như là để đại loại thôi hen.
là Đức Thầy yêu kính dạy dỗ cho chúng ta đó, là ra đời vì muốn cho tất cả các chúng sanh tu thôi, chứ không muốn kiếm tiền kiếm bạc gì hết, thấy không? Nên Đức Thầy nói là muốn cho dân hiểu đạo màu, chớ không có muốn chùa lầu cho cao, phải không? Lập thân hành đạo phải chân chiên cứu thế, thầy đâu mến bạc tiền. Vậy thì bây giờ Đức Thầy không có mến gì, không cần tiền bạc gì trên trời, thương đời chứ chẳng kiếm xu mà, phải không? Là muốn làm sao cho tất cả các chúng sanh tu thôi. Còn về vấn đề có như là phương tiện vật chất đó thì Đức Thầy không có bàn tay. Thần cũng chẳng say mê chùa tháp, chẳng tham tiền tham bạc món chi chi, không có muốn gì hết. Nhưng mà bây giờ đồng đạo chỉ thắc mắc cái chỗ này thôi à. Cái chỗ buồn cho bá tánh hết mù tới đuôi, thấy gì không? Hết mù mà tại sao tới đuôi? Thôi giờ nói trạng thái trước đi, rồi bây giờ khi trạng thái xong rồi đó là chúng ta mới tìm cái nghĩa con sao đây. Bây giờ cái trạng thái nó làm sao đây? Mù là người ta bị kéo mây, mù là bị cườm, bị này kia rồi vân vân. Mà khi bị kéo mây qua rồi là cái người mù còn có điều kiện để lột mây, để coi như là giải qua cái cườm hay quật giả người ta mộ hết, đúng không? Mù còn có thể hết mù, nhưng mà tội lường gạt Phật đó nghe, là dễ dầu gì tiêu. Tội vô ý còn nhiều chỗ thứ, còn tội cố tình đó là lực sử không tha. Mù là khi chúng ta chưa biết đạo, chưa biết giáo lý, chưa biết cái con đường Đức Phật dạy như thế nào, gọi là mù quáng. Bất kể chết, ông muốn làm gì đó làm à, mù. Nhưng mà có được người giác ngộ cho mình rồi thì bây giờ hết mù. Thưa cô bác anh em trường đạo, vậy thì bây giờ chúng ta đây nè, là lúc trước coi như là chưa gặp được giáo lý, thì bây giờ là tất cả các chúng sanh cũng như người mù, không biết gì chân trời. Nhưng mà khi gặp được giáo lý của Đức Thầy rồi, là Đức Thầy cho chúng ta biết dạy khôn trần thế chớ nào dạy ngu, là chúng ta khôn hết rồi, biết hết rồi, hết mù rồi, phải không? Vậy là bây giờ nó đồng đạo chúng ta đang ngồi đây nè, có thể nói là tất cả đồng đạo chúng ta hết mù. Hết mù rồi đó, gặp được giáo lý rồi đó, thấy không? Nhưng mà coi chừng tới đuôi, cái đuôi mới sợ. Bây giờ tới đuôi đó làm sao đây? Đuôi tất nhiên trạng thái của nó là lọt chồng con mắt rồi, không còn cái chồng con mắt chổng luôn. Quý vị mình thấy mấy cái ông đuôi không? Là không còn cái chồng con mắt, mù còn cái chồng. Xong trong thời gian lột mây hết, mà tới chừng đuôi rồi tất nhiên là không còn, không còn chồng con mắt lấy gì cứu, phải không? Vậy là bây giờ ở đây muốn nói ý gì cô bác anh em dùng đạo? Hai dễ ngàn hai ý. Hai ý nói cho buồn cho bá tánh hết mù tới đuôi. Vậy thì bây giờ nếu như chúng ta giác ngộ tu theo giáo lý Đức Thầy, ông đạo nào, tu sĩ nào mà đang tu ngon lành phân phát tu đi tới đen, là trong khi đó coi như là hết mù rồi đó. Mà tới chừng cái ông mà học biết hiểu rộng, nghiên cứu cho nhiều, sáng con mắt nhiều chừng nào, mà tới chừng mà ông lọt chồng con mắt rồi đó hen, là cái ông này không bao giờ trở lại được. Tôi nói thiệt tình, mình lỡ mình khuyên nó thời ơi cái này tôi biết hết trời, mà tại tôi làm nổi thôi à. Bây giờ có nhiều đồng đạo tu sĩ của mình, cô bác anh em trong đạo tu trong thời gian mà ngã cuộc rồi đó hen, tôi đố mấy ông lỡ khuyên không, khuyên không có nổi. Cái dạng này là cái dạng đuôi rồi. Ở bên tôi có vị đồng đạo này, cô bác anh em trong đạo coi như là miệng nói tên tu trong thời gian, mà tới chừng sau khi ông ngã rồi đấy hen, ông không có kể Phật tiên thần thánh gì chân trời. Đến cái mùa mà trong khi nước mà sửa sản xả đó nghe, mà tới chừng trong khi đó ông đắp cái đập rồi mẫu nó xì 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 sao không biết, bắt đầu lỡ cái đập. Tới chừng bây giờ ông đuôi vô, bắt đầu trong khi đó ông quơ, ông kiếm cây không kịp, ông nhổ bạn không thiên, ông sắp mọc luôn. Cái này là đuôi luôn rồi, không còn kể tin tưởng vào Phật trời chân trời. Cái này là quý vị mình thấy không, là bây giờ Đức Thầy mới buồn cho bá tánh hết mù, là được giác ngộ tu rồi. Tới đuôi rồi tất nhiên là bây giờ không còn ai khuyên gì nghe được trân trọng. Cái này coi như là tới đuôi rồi nè. Rồi bây giờ là một ý ngang. Bây giờ đến ý thứ hai. Ý thứ hai vẫn còn tu, nhưng mà đuôi,
làm sao cô bác anh em trong đạo vẫn còn tu mà đuôi tức những giáo lý Đức Thầy chân chánh đây mà không chịu tu, không chịu theo, mà đi theo tà đạo. Cái này có phải đuôi không? Có phải đuôi không ạ? Đi theo tà đạo là làm tà đạo mà nhân hư bất dụng. Cho nên Đức Thầy nói, nếu như sau này các ông đó là người nào không biết đạo, thì bây giờ sau này tôi trở về tôi còn cứu các ông được. Còn những người nào mà đã theo tôi rồi mà bỏ đạo đó nghe, sau này tôi không có thể cứu được đâu. Mà thật sự vậy, phải không? Vậy thì bây giờ những người nào mà tu theo tín đồ Phật giáo hòa hảo mà hiện giờ coi như là chạy theo linh thính, chạy theo tà đạo đó nghe, thì sau này là tôi nói thật tình với quý vị, cái dạng này nó đuôi trơn trời rồi, nó thật sự là đuôi luôn, không còn gì mà cứu nổi đâu, không, không thể nào cứu được. Vậy thì bây giờ Đức Thầy buồn, buồn cho cái số phận này, buồn cho những người tín đồ Phật giáo hòa hảo này, mà trong khi đó Đức Thầy xa vắng cách nay coi như là coi như là 86 năm rồi cô bác anh em dùng đạo, Đức Thầy giác mặt năm nay là 77 năm, không? Nhưng mà bây giờ con số đồng đạo là tu trong thời gian giáo lý Đức Thầy dạy mà bỏ cuộc, mà không còn theo giáo lý Đức Thầy, không trung thành với giáo lý Đức Thầy, mà lại chạy theo linh thính cô bác anh em dùng đạo. Nhưng mà chạy theo linh thính thì Đức Thầy cho biết sau này đó, ai ham linh theo nó tập tành xa cạm bẫy không hồng sốt sốt. Bây giờ là chạy theo rất nhiều cô bác anh em dùng đạo, phải không? Lựa cho phải cột, phải kèo, phải dai, phải dế, mà theo kẻo lầm ngọc kia ẩn dạng khó tầm chọn nơi chân chánh mới khỏi lầm khổ hình. Vậy thì bây giờ bất cứ là ai trong người tín đồ Phật giáo hòa hảo mà chúng ta mà chạy theo tà đạo trong thời buổi này, sau này Đức Thầy về cứu không được cô bác anh em dùng đạo, là cái dạng này là cái dạng dạng đuôi luôn cô bác anh em dùng đạo, chứ không còn gì khác nữa, nó thẳng luôn là vậy, phải không? Vậy thì bây giờ qua câu này là buồn cho bá tánh hết mù. Tất nhiên là chúng ta được giác ngộ danh lợi tình này, bây giờ chúng ta không có vướng nữa rồi. Nhưng mà sau này coi như là chúng ta quay trở lại rồi mà chúng ta bỏ đạo, thì cái dạng này tất nhiên là dạng đuôi cho cô bác anh em dùng đạo, phải không? Cho nên gặp đạo rồi mà lại bỏ bê thì kiếp khổ nặng nề thêm nữa. Đạo giúp chúng qua cơn khói lửa, biết thương yêu giúp đỡ lẫn nhau, muốn không còn ai chịu khổ đau đời sau hết chịu cơn sanh tử. Vì vậy cho nên bây giờ nếu như chúng ta coi như là gặp đạo rồi mà bất cứ là ai trong thời điểm này là gần coi như là tới coi như là cái mục đích rồi, vậy đó mà bây giờ không có chịu coi như là để lo cho đạo mà bỏ cuộc, cô bác anh em dùng đạo, cái dạng này là cái dạng đuôi rồi chứ không còn chứ, phải không? Cho nên bây giờ cái đề này chắc cũng cuối cùng rồi, phải không đạo? Vậy hả? Nếu như còn đề nữa thì chúng tôi cũng xin tạm dừng cái đề tài nơi đây và xin trả lại cho vấn chủ ý kiến quý vị. Nếu có điều chi bằng thêm thì bàn, không có xin phép cho thông qua cái tiêu đề này. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Sao vấn chủ thỏa mãn hay vấn chủ? Nam mô A Di Đà Phật. Và tiếp theo một đề sau cùng là đồng đạo hỏi: lấy chân nhân dẹp tánh phàm trần mới có thể mong về cực lạc. Giờ đây sứ ngôn cũng được phép hỏi: lấy chân nhân đó là như thế nào mà mình phải lấy mà dẹp được cái tánh phàm trần? Cái tánh phàm trần của chúng ta nó đã lâu rồi, mà cái tánh chân nhân đó thì nhờ ông giảng viên phân cho nó rõ cái tánh chân nhân đó rồi mới có thể mong về cực lạc. Đến đây thì cũng xin dứt lời. Nam mô A Di Đà Phật. Quý vị ủng hộ cho dân chủ chàng phát tay những quý vị. Và cái đề tài này cũng là cái đề tài cuối cùng trong buổi trao đổi giáo lý hôm nay, và được đồng đạo mới nêu lên trong giáo lý của Đức Thầy hai câu. Hai câu đó là: lấy chân nhân dẹp tánh phàm trần mới có thể mong về cực lạc. Thưa chị quý vị, thì hai câu này chúng tôi miễn xuất xứ đi hen, tất nhiên là cũng nằm trong quyển tư nữa rồi. Tất nhiên là cái quyển Giác Mê Tâm Kệ mà nằm trong cái đoạn bất chánh đó cô bác anh em dùng đạo. Mà chánh đó chánh nào? Cái chánh đó là cái chánh mạng. Mà một chánh mạng chúng sanh ơi, hỡi cho hồn linh cai quản châu thân. Mới tới hai câu này: mới lấy chân nhân dẹp tánh phàm trần mới có thể mong về cực lạc. Thưa cô bác anh em dùng đạo, mà tại sao bây giờ đồng đạo mới đặt lên câu hỏi này? Lấy chân nhân dẹp tánh phàm trần, mà cái chân nhân đó là cái gì mà lấy chân nhân để dẹp tánh phạm trần? Thưa cô bác anh em chưa đồng đạo, vậy thì bây giờ tu bát chánh đạo là hồi xưa Đức Phật dạy cho chúng ta tu là đắc quả dĩ tự tu đà hoàng tư đà hàm a na hàm a la hán. Nhưng trong thời buổi này
Đức Thầy dạy cho chúng ta tu bất chánh đạo gì của Phật. Tu bất chánh đạo mà niệm Phật, tu bất chánh đạo mà về cực lạc, mới độc đáo chỗ đó, phải không? Ví dụ như bát chánh đạo là chánh kiến, chánh tư duy, chánh nghiệp, chánh tinh tấn, chánh mạng, chánh ngữ, chánh niệm, chánh định, trong tám chánh đó nếu như ai tu mà được hoàn thành là người đó được đắc quả vị A-la-hán. Nhưng mà trong cái chánh tư duy đó là Đức Thầy dạy bảo cho chúng ta đó là phải niệm Phật. Chánh tư duy một ấy thanh cao hải tưởng nhớ những điều đáng nhớ, trên cùng dưới dầu thầy hai tới cũng tưởng điều chung chánh mới màu việc vui sai, mèo mã đâu đâu hải dẹp ghét nhớ câu lục tự. Nó độc đáo trong cái chỗ đó, tất nhiên là tu bất chánh mà niệm Phật. Rồi bây giờ cũng tu bất chánh này tất nhiên là về cực lạc, chứ không chứng quả vị niết bàn. Là một chánh mạng chúng sanh ơi, hở cho hồn linh cai quản châu thân, lấy chân nhân dẹp tánh phạm trần mới có thể mong về cực lạc. Tất nhiên là về cực lạc tu bất chánh. Độc đáo là trong thời kỳ này mà Đức Thầy giải cho chúng ta, quý vị mình ra kỹ lại đi. Pháp môn tu Đức Thầy hết sức là cao sâu. Pháp cao người khó nội hành, tại gia niệm Phật làm lành cũng nên. Tất nhiên là bây giờ tu niệm Phật ha, cô bác anh em nhân đạo rồi. Bây giờ đồng đạo mới đặt lên câu hỏi lấy chân nhân. Mà cái chân nhân đó là cái gì? Để mà dẹp tánh phàm trần, cô bác anh em nhân đạo. Vậy thì bây giờ những cái chân nhân đó là con người chúng ta chạy theo âm thanh sắc tướng mà làm cho mất đi cái chân nhân. Nên Đức Thầy cho chúng ta biết là réo những ai lợi dụng làm sằn, là cái chỗ này mất chân nhân nè. Cho suy sụp chân nhân mờ mịt, tất nhiên là bây giờ cái chân nhân này bị mất không. Mà muốn cho cái chân nhân này không bị mất là chúng ta phải tu đúng cái con đường bất chánh đạo của Đức Thầy đi, là chúng ta mới được cái chân nhân. Vậy thì bây giờ qua câu này Đức Thầy mới bảo cho chúng ta lấy chân nhân dẹp tánh phàm trần. Vậy thì bây giờ cái chân nhân đó là cái gì, cô bác anh em chưa đồng đồng? Thưa chưa quý vị. Vậy thì bây giờ ở nơi đây là cái chân nhân, tất nhiên là cái chân nhân tự tánh là mỗi mỗi người người chúng ta sẵn có, mà cũng gọi là Phật tánh. Mà Phật tánh này cứ như là ẩn tàng ở nơi trong tâm khảm của mỗi mỗi người người chúng ta, là chúng ta cần phải tìm ha. Vậy thì bây giờ Đức Thầy bảo cho chúng ta nhàn thanh tìm kiếm, kiếm nơi tầm Phật cũ ngày xưa hãy ráng tầm, tất nhiên đó là cái chân nhân. Rồi chỗ khác Đức Thầy lại bảo cho chúng ta là muốn tìm chân nhân đó thì là chúng ta phải tìm lại cái chỗ tâm của mình. Thế lúc này thế giới bi ai à, chẳng nói vấn dài Phật nọ tức tâm, tất nhiên đó là cái chân nhân. Cho nên là tâm muốn thấy chớ tầm trên giấy, phải tầm trong lòng mới thấy ra. Vọng tâm như mây khối phong ba, chân nhân tự bao la vũ trụ. Nhớ lấy cái chân nhân làm chủ, chớ nhận lầm các thứ vọng trần. Chủ được tâm thì đạo được gần, không làm chủ được tâm xa đạo. Khắp ba tánh khá suy chu đáo, chủ được tâm cho đạo sớm khai. Đạo khai thì cùng Phật đồng giai, hoàn toàn vượt ra ngoài sanh tử. Lúc nào cũng an nhiên vô sự, tự do không còn thứ buộc ràng. Cõi vô sanh hay cõi niết bàn chính là cõi của tâm vi diệu. Kẻ học Phật phải cần tìm hiểu, ráng suy cho biết nẻo mà về. Đã tu mà không thoát cõi mê, thường gì bởi lấu ra không biết. Vậy thì bây giờ nếu như chúng ta lấy chân nhân, tất nhiên là chúng ta phải quay trở về tâm, rằng nước vốn nguồn sâu ban bùa. Đạo do tâm mà có danh ngôn, thấy tâm thấy được thấy tôn. Bỏ tâm tìm Phật, luống công tu hành. Vậy thì bây giờ phải lấy chân nhân để dẹp tánh phàm trần. Vậy thì bây giờ cái tánh phàm trần là cái tánh gì mà chúng ta cần phải dẹp? Thưa cô bác anh em chừng đạo, thôi giờ nói mau đi. Là cái tánh phàm trần tất nhiên là cái tánh quay cuồng vào trong cái sự thế. Thánh là thanh, sự thế không ham, phàm là phạm, diệt phàm hay muộn. Mà bất cứ bây giờ coi như là cái tánh của chúng ta, khi nào chúng ta thấy coi như là cái lòng phàm khởi, đó tất nhiên là cái tánh phàm trần. Khi nào mà coi như là cái tâm chúng ta trong sạch, đó là cái tánh thánh. Vì vậy cho nên nó là thánh là thanh, tất nhiên là trong sạch, là sự thế không có ham. Còn phàm là phạm, là diệt phàm hay muốn. Mà hết muốn này đến lượt muốn kia, mồ hôi nước mắt đầm đìa, mà vấn đề chết chóc nọ kia chưa dừng.
Vì vậy cho nên bây giờ nếu như chúng ta coi như là cũng là người cư sĩ, cũng làm, cũng ăn, cũng đi đứng và cũng biết tu vậy, nhưng mà chúng ta cần nên nhớ kỹ là không ai cấm việc lo làm. Lòng trời, lòng Phật, lòng phàm khác nhau, là khác ở chỗ đó. Lòng trời, lòng Phật, lòng phàm khác nhau. Thì bây giờ khác ở chỗ nào vậy hả? Bây giờ cái lòng trời, lòng Phật, tất nhiên là nếu như chúng ta làm vì lòng trời, vì lòng Phật là có dư chứ hưởng riêng thân, nên cho kẻ khác ly phần ấm no. Mà được như vậy là được kho công đức, sống đời đau khổ cực gì đời, trong tâm thường được thảnh thơi, tim an sát tục mà đời thanh tiến. Cái đó tất nhiên là thánh. Còn cái mà nếu như chúng ta làm theo lòng phàm thì sao? Lòng theo lòng phàm đó là chúng ta coi như là không nghĩ đến vấn đề lo cho ba gia ba tánh, mà trong khi đó chúng ta chỉ lo cho riêng mình thôi, lo quần chúng là tình tiên Phật, còn lo cho mình là chất phàm phu. Là cái chỗ này là cái tánh phàm mình là vậy, lo cho mình là chất phàm phu, tình tiên Phật hết trầm lưng, mà chất phàm nhân tất còn thân lưng hầu. Mà Phật phàm có thế thôi, đâu khó mà làm hay không việc đó tại người, mà người đâu bốn đó không ngờ ngoái đầu ngó lại Phật trời thấy ngay. Cô bác anh em dân đạo, thì bây giờ lấy chân nhân dẹp tánh phàm trần, tất nhiên là cái tánh của chúng sanh. Mà tánh của chúng sanh tất nhiên là thường hay bị vướng vào ba món: một là danh, hai là lợi, ba là tình. Đây tất nhiên là cái tánh của chúng sanh là gì? Là cái tánh phàm trần. Phàm trần như chỉ rối cuồng, mà còn sai đắm theo tuồng lẫn lơ, lời lành mắt lấp tai ngơ, đua theo vật chất mà hận hờ đặng tiên. Đây là cái tánh phàm trần. Là cái tánh phàm trần tất nhiên là trong khi đó chúng ta ham muốn sự thế không, trong khi cái ham muốn của mình danh có được sắc tài liền bắt, mà tài được rồi danh sắc nó theo, còn sắc có thì danh lợi nó đeo, thì danh tài sắc ba điều dính liễu. Mà vướng một cái cả ba cái níu, ngã bên nào cũng chịu khổ sầu, mà vượt ra ngoài có mấy ai đâu, rơi vào đó biết bao nhiêu kẻ. Có vợ chính muốn thêm hậu lẽ, được tình nhân muốn bẻ thêm duyên, thấy lòng người không phút nào yên, sự tham muốn lưu truyền nhân dưỡng nè. Cái đó là tánh phàm không nè. Thì rõ ràng bây giờ chúng ta phải lấy cái chân nhân, tất nhiên là lấy cái chỗ chúng ta làm chủ, để mà dẹp đi cái tánh phàm trần. Bắt đầu khi nó khởi lên là chúng ta phải chặn ngay liền ha. Lấy cái chân nhân để chặn ngay liền là giọng trần vừa mới thoáng ngang, chặn ngay chứ để lan tràn trong tâm. Chừng nào cảnh hết làm tâm loạn, khi ấy tâm đã đoạn cảnh trần, chánh tà đều được minh phân, nhưng đừng để tánh ngã nhân chen vào. Tâm cảnh chẳng còn màu hỗn độn, tà chánh không xáo trộn trong lòng, như là vật giới hư không tự nhiên ánh sống đại đồng bừng ra rồi. Thấy không? Vậy thì bây giờ đó là cái tâm chúng sanh, là cái tánh phàm trần, là cái tánh này, là cái tánh gì? Là cái tư tưởng tà, chứ không có gì chân trời. Mà Đức Thầy xác định cho chúng ta biết những tư tưởng đó là phải. Phải sao? Là phải gìn dục vọng lòng tà, đừng chiều theo nó vậy mà hư thân. Đừng chiều theo nó, đừng chiều theo cái lòng tà này. Thưa cô bác anh nam chư đồng đạo, vì vậy cho nên điều tà mặc dù là chỉ nghĩ thôi, xong cũng làm tâm trí lu mờ, khởi ra ý xấu ban sơ diệt liền, chứ để dây dưa lâu ngày. Mà ý nghĩ xấu kéo dài bao độ, hành động tà càng lộ bấy nhiêu. Hiểu rồi cương quyết trừ tiêu, cho nên tha thứ nuông chiều vọng tâm. Mà tâm vọng nếu chẳng làm yên lặng, ví dụ ngồi bên cạnh Phật Đà cũng không hề được thấy ra bị tâm vọng nó làm lò mắt đi. Mà tâm vọng rất làm nguy hạnh đức, người tu hành chưa dứt vọng tâm như ông rắn độc mà nằm, thân kia chẳng biết quả lâm lúc nào. Mà tâm vọng dứt bây vào cửa Phật, mà tâm vọng còn khó nhập niết bàn. Vọng tâm là gốc mê mang chúng sanh vì nó mà sao đàn chuyển linh. Mà gốc tâm vọng do nơi cảm nhiễm vì sự tu, còn kém quyết tâm ma đời chúng dễ đến xong, có hơi đường mật của lần mây mù. Mà thiếu cương quyết khó tu đến chốn, mà hai vọng tâm dễ cuốn theo đời, phải như hoa nở giữa trời, gió qua cũng mặc mà khóc hồi cũng thay. Vậy thì bây giờ chỗ này là lấy chân nhân dẹp tánh phàm trần. Mà dẹp tánh phàm trần tất nhiên là cái tánh ham muốn của đời. Không, muốn làm Phật có chi là khó, bỏ tánh phàm mà tức trở nên ngay. Không, trên đời bất luận là ai sự tu không, bất luận là có tài hay không. Vậy thì bây giờ là cái câu này được đồng đạo nêu lên là trong một chánh mạng. Mà chánh mạng của con người chúng ta thường hay lấy sắc thân mình làm gốc, và hay quý trọng săn sắc nó, và chúng ta trưởng dưỡng cho cái lục căn, nhãn,
là mắt ưa xem sắc đẹp, tai ưa nghe tiếng hay, mũi ưa ngửi hương thơm, lưỡi ưa đồ ngon béo, thân ưa sự sung sướng, ý ưa chức phận cao. Là những cái đó chúng ta cung phụng như vậy hoài, tất nhiên đây là cái tánh phàm trần không, chứ đâu có gì đâu không. Vậy thì bây giờ Đức Thầy mới chỉ cho chúng ta cái phương pháp phải dẹp cái tánh phàm trần đó. Là bây giờ chúng ta coi như là thường hai, coi như là lục căn nó bị nhiễm lục trần. Là Đức Thầy cho chúng ta biết nhãn thấy sắc thường hay bận biểu nè, cái tánh phàm trần nè, không? Nhãn thấy sắc thường hay bận biểu, tai nghe những điệu âm thanh, mắt với tai đều chọn đẹp xinh, còn lỗ mũi ưa mùi im dịu, đồ thơm tho nó ưa nó chịu, chốn xà hương hay lết lại gần, lưỡi ưa ngon là chuyện anh cần, đồ ngọt béo nó ưa nó bến, người thân tham sướng muốn tiền của đến, đặng ăn xài cho phụ tâm tình, ý thì ưa sửa sắc soi hình, với chức phận cho cao cho quý. Sáu đường ấy ở trong tâm ý, tà màu màu dứt nó cho rồi. Nếu tỉnh tâm nào có mấy hồi, mượn trí đạo là lấy cái chân dân đó, mượn trí đạo đuổi ra khỏi xác, giúp được nó ấy là giải thoát, thì xác trần mới khỏi đọa đày. Vậy thì bây giờ lấy chân dân dẹp tánh phàm trần, tất nhiên là lấy cái trí đạo đi đuổi nó ra khỏi xác, thì chúng ta coi như là mới thoát được cái cảnh đó. Còn bằng không nữa là chúng ta còn nương dựa cái tánh phàm trần là chúng ta không bao giờ thoát ly được. Vậy thì bây giờ vào ra trong chốn ăn chơi như chăn thú nọ lội bơi trong hồ, chăng cũng chẳng nhiễm ô trong nước mà nước không cầm giữ được ánh trăng, tự do đi lại ngày hàng không biền, ai đón ai ngăn được mình, sắc gì cũng chẳng chim được mắt, mắt tự do ngắm vật trong ngoài, đẹp không vọng niệm mê sai, xấu không khởi ý chê bai gớm nhầm, tiếng gì cũng chẳng làm tai mến, tai tự do nghe tiếng dở hay mà dở không buồn ghét nơi tai, hay không buộc phải chuyển lai trong lòng, mùi chi cũng chẳng luôn được mũi, mũi tự do đi ngửi các mùi, hôi không thơm không làm nải ý vui, hơi không sanh khởi ý gì chán chê, cọ đụng chẳng làm mê thân xác, mà thân tự do đụng các lạnh nồng, lạnh nồng chẳng nhiễm nơi lòng, cứng mềm cũng chẳng chối chồng nơi tâm, vật chi cũng chẳng làm động ý, ý tự do xử trí vật danh, trong sinh tử vật tử sanh, tìm mang sắc tục mà tình thần tiên. Vậy thì bây giờ là lấy chân dân là cái chỗ đó, là chúng ta điều ngữ nó và coi như là chúng ta quản lý nó. Mà nếu không quản lý nó được thì bây giờ chúng ta chiều theo tánh phàm trần là chúng ta phải bị đọa lạc. Nên Đức Thầy mới viết trong cái bài cho ông Cò Tào Hảo cho chúng ta biết, đó là trong sắc thân giám thị lục căn, đúng không? Trong sắc thân của mình phải giám thị lục căn, tất nhiên là cái tánh phàm trần đó. Nhưng mà đừng cho chúng tính lăng hoàng, đừng cho chúng tính lăng hoàng, ngoài thì chấp thủ mà ngăn lục trần. Cô bác anh em trùng đạo phải chấp thủ mà ngăn lục trần, để đừng cho nó tính hen. Còn nó tính hoài tất nhiên là chúng ta không bao giờ giải thoát được. Cho nên kiến sắc vô lưu tình, ái ố hạ vô nhãn tuệ, là cái con mắt chúng ta mà nhìn sắc không lưu tình thương ghét thì làm sao không có nhãn huệ. Văn thinh bất trước ý thị phi khởi bất nhị thông, lỗ tai chúng ta nghe mà không chấp trước vấn đề coi như là phải trái, làm sao không có nhị thông. Sáu căn diệt thì sáu trần cũng diệt, rồi đủ sáu thông vào khắp ta bà, phải không? Nhân căn trần thanh tịnh viên thông, như đắc lục thông thị hiện giả giả, là sáu căn trần của chúng ta mà không nhiễm sáu căn, chúng ta không nhiễm sáu trần, tất nhiên là chúng ta sẽ có được lục thông. Đó là lấy chân nhân diệt tánh phàm trần thì mới có thể mong về cực lạc. Mà nếu chúng ta không diệt những cái tánh phàm trần như bây giờ đã kể thì không bao giờ giảng sanh về cực lạc được, cô bác anh em trong đạo. Vậy thì bây giờ trong cái buổi đạo tràng Phật pháp hôm nay, và tất cả chư đồng đạo ủng hộ cho tinh thần giao lý, và chúng tôi trao đổi nãy giờ là trên dưới gần tiếng gửi đồng hồ của bác anh em trùng đạo, quý vị mình ủng hộ Phật pháp và chúng tôi trao đổi giáo lý nhân ngày chánh lễ kỷ niệm này. Và nếu như hôm nay chúng tôi trao đổi và quý vị ủng hộ cho tinh thần giáo lý có điều chi gọi là phước duyên công đức, chúng tôi xin đề nghị chung đồng đạo chúng ta hợp tác lại để tạo thành một món quà khinh thanh công đức hầu hướng cho coi như là pháp giới chúng sanh. Cầu nguyện cho kẻ âm được siêu, cầu nguyện cho người dân được thế, cầu nguyện cho cửu quyền thất tổ, cầu nguyện hưng linh người quá giảng là cố tổ của đồng đạo chính pháp hôm nay được nương vào công đức này, hạnh lành này mà được nhẹ tách đường duyên và được sanh sang qua cõi Phật. Và chúng tôi cũng không quên cầu nguyện ơn trên hồng ân tam bảo luôn luôn lúc nào cũng gia trì hộ độ cho tất cả chư quý vị thân được mạnh khỏe, tâm được khinh an, trí tuệ luôn được mở mang và tu hành được luôn tinh tấn, và sống trên đời không gì bằng tinh tấn. Tinh tấn là trí tuệ của đời ta, sống điêu linh trong kiếp sống ta bà, chỉ tinh tấn mà vượt qua khổ hại. Chúc quý vị tinh tấn mãi trên con đường tu học của mình, để sau này Đức Tôn Sư Hoài Cốt Ngọc tất cả chư quý mình cái đầy đủ hạnh lành, đầy đủ phước duyên mà chúng ta được gặp thầy trong ngày Long Hoa Đại Hội.
tân dân thánh đức lễ phép cúi đầu kính chào toàn thể chư quý vị. Nam mô A Di Đà Phật.